Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Mình đang đứng ở vườn măng cụt ở vườn nhà mình. Hôm nay thì măng cụt đã chín xong đợt thứ nhất và đang chuẩn bị trong chờ cái đợt chín lần thứ hai. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái làm sao mà ba cách nhận biết một quả măng cụt không nhúng thuốc. Thì măng cụt là một loại trái cây người ta được mệnh danh là nữ hoàng trái cây vì nó có rất là nhiều vitamin và những cái chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Măng cụt là một loại trái cây có rất là nhiều, những cái khoảng hơn 80 loại vitamin khác nhau và những cái hợp chất chống oxy hóa rất là tốt. Cho nên là mà lại măng cụt là một năm chỉ có một mùa thôi, đó là vào mùa hè tháng 5, tháng 6 là mùa của măng cụt, cho nên là rất là nhiều người thích ăn măng cụt. Nhưng mà làm sao để lựa được quả măng cụt mà bảo đảm chất lượng, đó là vừa thơm ngon ngọt chín cây vậy lại vừa là tốt cho sức khỏe, bảo tà, tức là mình không cứ phải là những cái loại măng cụt bị nhúng thuốc thì chúng ta sẽ không tốt sức khỏe, thì chúng ta phải lựa được những trái cây nào đó măng cụt nó phải an toàn, nó vừa thơm ngon ngọt chín cây mà lại vừa an toàn tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm sao để chúng ta nhận biết một quả măng cụt là không nhúng thuốc. Khi các bạn cầm một quả măng cụt ở trên tay các bạn thì các bạn thấy thứ nhất là chúng ta nhìn cái cuống tươi này, tươi một cách tự nhiên và cái tai nó chín vàng, và xung quanh ta thấy cái màu của quả măng cụt đây là, nên các bạn vẫy thì các bạn sẽ thấy nó lộ ra cái màu da màu đỏ chín cây của quả măng cụt. Thì khi mà chúng ta mà nhìn cái quả nó còn tươi mới như thế này và chúng ta nhìn thấy cái màu da của nó đã chín cây một cách tự nhiên, một màu đỏ một cách tự nhiên, đỏ của cái loại chín cây nó sẽ khác. Còn nếu mà chúng ta thấy những cái quả măng cụt nhúng thuốc á, thì ở trên cái đầu cuống nó bị đen này, cái tai của nó cũng cái màu nó xanh lè, tại vì khi nhúng thuốc á, ở cái cuống đen là tại vì măng cụt hái đã lâu này, và măng cụt hái đã lâu cho nên họ nhúng thuốc ấy. Thì các bạn thấy cái chỗ này nó đen thâm đen này, và cái tai nó lại xanh lè, tại vì khi nhúng thuốc á thì tất cả cái màu xanh nó nổi lên xanh hết, còn màu đỏ nó cũng nổi lên đỏ hết. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vô hết rất là lạ, cái màu này nó đỏ, thay vì nó đỏ tươi như vậy nó thành sẫm đen luôn. Tức là cái gì đỏ thì nó sẽ đỏ thật đỏ, còn cái gì xanh nó rất là xanh, nhưng mà khi cái đỏ này nó thành cái quả măng cụt nhúng thuốc nó thành màu đen luôn, rất là đen. Trong khi đó cái tai của quả măng cụt nó lại xanh lè luôn, xanh cái màu xanh lục luôn, nó rất là lạ kỳ. Các bạn thấy nhìn thấy hai màu nó rất là đối nghịch nhau. Còn ở đây các bạn nhìn thấy không, quả măng cụt chín tự nhiên thì cái tai nó màu xanh, nó chuyển qua vàng, và trên này nó có những cái đường chín đỏ rất là tự nhiên của quả măng cụt chín tự nhiên. Và đồng thời khi chúng ta nhìn thấy cái da của quả măng cụt nó đỏ một cách rất là tự nhiên như thế này, là măng cụt chín cây. Đấy là măng cụt chín cây. Đây quả hạt là những cái màu đỏ nó như thế này, rất là tự nhiên như vậy. Đó, và khi chúng ta cắt quả măng cụt ra chúng ta ăn. Đây. Thế đây là cái quả măng cụt đấy nhá. Các bạn cắt ra các bạn ăn thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phía trong. Muối trắng tinh các bạn. Muối trắng tinh mà không bị cái mủ vàng hay là không bị chai, không bị sượng. Thì măng cụt đây là măng cụt chín cây. Còn nếu như măng cụt nhúng thuốc là người ta hái lúc mà quả măng cụt nó chưa có già, nó còn hơi non một tí, hoặc nó già mà nó chưa có đủ độ chín cây trên cây, xong người ta đem người ta ủ hoặc người ta xử lý qua thuốc, thì nó sẽ làm cho quả măng cụt cái vỏ các bạn nhìn thấy là nó sẽ đỏ như thế này. Như ở phía trong cái khi các bạn ăn cái ruột của quả măng cụt sẽ cảm thấy cái vị nó nhạt bởi vì nó chưa có đủ độ chín trên cây và nó không có cái độ ngọt, mà nó hơi chua chua nữa, tại vì nó chưa chín mà, cho nên nó chua chua và nó nhạt nhạt. Còn nếu mà các bạn ăn măng cụt chín cây thì nó sẽ các bạn nhìn thấy vỏ trong nó, cái ruột ở trong nó đỏ tự nhiên như thế, rất là đẹp, và cái muối của nó rất là đẹp như thế này. Thì đây là măng cụt chín cây, và khi các bạn ăn các bạn sẽ cảm nhận cái hương vị của măng cụt chín cây rất là thơm và rất là quyến rũ luôn, tại vì măng cụt là nó có một cái vị chua chua và ngọt rất là hấp dẫn. Đấy thì mình vừa mới chia sẻ cho các bạn là cách chúng ta nhận biết một cái quả măng cụt là không có nhúng thuốc. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta nên mua ở những cái chỗ mà cửa hàng trái cây bán uy tín, hoặc là siêu thị, hoặc là những cửa hàng trái cây lớn, hoặc là những cái chỗ họ chăm, những nhà vườn họ chăm sóc măng cụt, họ làm có tâm, thì chúng ta sẽ an tâm về cái chất lượng và không lo bị nhúng thuốc. Mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Các bạn có thể gọi qua mình qua số điện thoại 0919 77098, mình sẽ tư vấn cho bạn miễn phí. Các bạn muốn hỏi về măng cụt cách lựa hay là cách ăn như thế nào, hay là như thế nào bảo quản, thì mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình chào tạm biệt các bạn.